Mình xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở chỗ bé Lượng nè mọi người, chỗ cậu bé bán bánh mè mọi người. Thì sau 2 ngày mà không bán bánh á, thì hôm nay thì cha con bé Lượng lại lên đây bán bánh nha mọi người. Thì hôm nay mình lại mình hỏi thăm bé Lượng như anh coi tình hình buôn bán như thế nào nha mọi người, và hỏi lý do sao mà 2 ngày hôm nay không có bán bánh đó mọi người. Mình mời mọi người cùng xem clip của mình nha. Ôi, em chào anh nha. Chào tất cả cô chú. Chào Lượng. Ôi, khỏe không? Dạ khỏe. Mà sao ha? 2 ngày nay không có bán bánh đúng không? Dạ đúng rồi. 3 ngày luôn hả? Đúng rồi, từ cái là nãy chú. À, cái ngày đầu, ngày hôm qua. Kia nữa. 2 ngày à? 3 ngày. 3 ngày luôn hả? 2 ngày nữa, ngày thứ 3. Ừ. Là con để cho mọi người biết là lý do tại sao mà con không bán bánh lâu vậy không? Ba con hả? Ba con không khỏe. À, ba con mệt. Làm xe ở nhà. À, là tại ba ở nhà mệt thì ba làm xe. Dạ. Nên là không có làm bánh. Hôm nay cũng làm ít, có 5 mấy bịch rồi. À, hôm nay được 5 mấy phần. Dạ. Chứ mọi lần đến với con số 6 mấy, 5 mấy, là 5 mấy, nhiều kiểu con bán chút tí. À. Tí, đối với con 5-6 tiếng, mọi người đó nó làm tí đó. Chứ cô chú mà bán 5-6 tiếng đó, cả hết người rồi. Hôm nay có ai đặt bánh mình không? Có ai gọi đặt bánh mình chưa Lượng? Có, mà tự nhiên cái sim 2 của con không cho gọi, sim 1 của con thì cũng hết điện. Không gọi được ai hết, nhưng mong là người ta sẽ gọi lại cho mình vào lúc giữa trưa. Ồ. Nếu mà tính theo sơ sơ không thì mấy chữ chứ từ hồi tối hôm qua tới giờ thì con tính đâu cũng được 50 bịch. 50 bịch. Là đặt á hả? Dạ. Ôi đặt gì là con hôm nay con bán có 5 mấy bịch mà. Con không biết, tự cái đó coi con tính. Ừ, vậy mà đặt nghĩa nó gần hết rồi. Dạ. Vậy rồi mà đặt nữa là gần hết rồi đúng không? Dạ. Hôm nay đẹp trai nha. Đẹp trai. Để chừng để quậy. Đẹp trai nè. Hôm nay quần mới nữa hả gì nè? Đâu có, quần con mỗi lần đó. À, quần con mỗi lần hả? Hình như có một chạy clip có cái quần này nè. Ừ. Đúng rồi, này mặt. Hôm nay mấy nay có nhiều cô chú điện hỏi thăm con không? Có. Cô chú cũng gọi. Xe cũ gọi, cũ cái đèn nhau. Anh ăn sáng chưa anh? Sáng à, chưa? Đi ăn chay nãy rồi kia, thức khuya quá rồi. Giờ tối sớm rồi đi lại đi ăn tô mì chay. À, ăn mì chay rồi. Rồi anh sáng lại sớm, mấy giờ anh lại tới đây rồi? Cô chú là 6 giờ. 6 giờ hả? Đúng rồi, 6 giờ. Đúng rồi, bữa nay lại sớm hả? Này bé Lượng với ba lại sớm. Đây đâu bé Lượng dắt chú đi coi bánh của bé Lượng coi. Đi đi coi bánh này, anh ngồi ha, đi coi bánh cái anh. Đây bé Lượng dắt đi coi bánh mọi người. Đây là hôm nay cái bảng của bé Lượng nè mọi người. Đây. Rồi. Rồi. Đây là bọc. Cô chú hỏi bọc lớn này để làm gì là con ấy chùm nó đó. Bọc lớn này làm gì để chùm lại hả? Dạ, để chùm. Hoặc là người ta mua hết, mình có thể để vô bọc này luôn cho nó tiện. Ồ, ngon. Có 5 mấy bịch thôi. Rồi, ok coi. Rồi, đi lại để chú hỏi thăm ba cái xe của ba dạo này thế nào rồi. Tới đâu rồi? Tới đâu rồi ha? 90%. Anh cho em hỏi là cái xe của mình là sắp xong chưa vậy anh hả? Dạ, sắp xong rồi, làm ngày nữa, ngày rưỡi nữa là xong rồi đó. Là hoàn thành luôn, là sơn phết, bọc kiến, bọc gì là xong luôn, xong xuôi hết luôn á. À, sơn phết. Dạ. Đó sơn màu gì anh hả? Cái tính sơn màu gì ta? Xanh, rồi viền chỉ vàng. Ồ, phải sơn màu lên nữa ta, em không biết luôn á. Rồi chắc đẹp lắm nha. Đẹp. Khi nào mà hoàn thiện là chụp hình. Làm sắc chắc cú luôn á. Sắt dày rồi mà với lại xe làm theo phong cách thợ luôn chứ không phải là làm kiểu như làm ba chớp ba chén. À, làm theo thợ luôn hả? Dạ, làm theo rồi, kiểu tính ra anh cũng giỏi chứ bộ.
cái xe mà nếu mà tính hết tới mà hoàn thành luôn rồi, xe đó khoảng bao nhiêu tiền anh nhỉ? Xe đó bây giờ là chưa có kiến, chưa có gì hết trơn, là hết 3 triệu mấy rồi đó. Hoàn thành luôn chắc cũng phải 6 triệu ngoài à. Rồi kiến không hơn triệu rồi đó. Kiến làm tủ với bọc kiến xung quanh là thấy hơn triệu rồi. Dạ. Làm mui nữa, còn chưa có mui nữa. Còn là cái mui nữa. Đó, để tránh mưa. Tránh mưa. Bây giờ đang có đêm hôm đang ngồi tính là không biết làm mui chết hay là mui ship. Dạ. Mui mà mui nó ship vòng lên á. Ờ thì ship. Hai cái ship vô lại cái trên dưới rồi bà bung ra. À bây giờ nó cũng tiện ha, nó có nhiều cái để mình làm thấy tiện. Cái xe đó chắc nặng rồi nha. Thế em thấy chắc nặng anh hả? Xe đó nặng. Cái đó mình đẩy xe đi, đẩy đi, à. Đẩy đi chứ. Không mà xe đó xài phuộc mà. Xài phuộc rồi nếu nó xài phuộc nó có độ nhịp á, nó có độ đảng hồi á. Dạ. Là nó nặng cỡ nào nặng cũng thấy nhẹ à. Bây giờ nó có độ đảng hồi là tất nhiên là đẩy nó nhẹ lắm, kéo cũng vậy, kéo bằng xe cũng vậy. Dạ. Rồi xe mà làm cái clip mà clip chết chung với xe dính cái ngắt luôn đó, là mình để nặng chút xíu là chạy không nổi, đẩy không nổi đâu. Đúng rồi. Thì nó không có độ đặng hồi á. Là anh làm là anh làm phuộc, rồi mình đẩy nó nhẹ hơn. Có phuộc, có gì đầy đủ. Ừ. Hai bên luôn. Dạ. Này phải lượng đi. Hôm nay là vui không? Hôm nay vui phải không? Hôm nay có ba đi theo nè. Chú mong là bán số bánh bán hết nhanh ha. Là bán hết là hôm nay là anh là về với bé luôn ha. Dạ. Ừ. Hôm nay là nhẹ lắm, hôm nay có nhiều đó bánh rồi. Thì hồi để nạp tiền điện thoại nè, để điện lại cô chú. Thì cô chú biết. Chưa biết. Bây giờ không. Hồi bữa con có đi kiếm mua cạnh điện thoại nằm tiếp ở trên nhà thờ chẳng. Thì chú là đây cũng có nè, chỗ con mua điện thoại con nè, ngay ngã tư nè. Thế giới di động. Ừ, sao con nghĩ ra nhỉ? Cái chỗ con mua điện thoại đó nhớ không? Thì đó là cái kho thẻ rồi trong đó hết. Chắc là con phải đi coi sửa cái điện thoại của con. Cái máy nó bị gì? Nó chớp. À. Kiểu như nó nặng nó chớp. Lâu á. Lâu khoảng tầm lúc mà mình xài xong cái mình rút cái pin điện thoại ra. Là mình phải cúp nguồn xong á mình mở lại nó cho. Như kiểu nó nặng quá mình phải tải lại á. Rút ra xong rồi cúp nguồn mới mở lại được. Đúng rồi. Để không phải cứ chạy sáng rồi đó mua cạc cho người ta kiểm tra lại luôn như con. Thấy cái máy của nó hầu như là bị nặng chức năng á, nó mua quay phim không được. Không được luôn. Hay là đầy quá. Rất là vậy. Rồi con đi rồi, con đi chắc là con đi bảo hành. Nhưng mà hôm nay con không mang theo giấy bảo hành, con quên. Tối rồi có tính mang theo giấy bảo hành rồi mà quên. Không, nếu mà lợi mà cho cô chú mà ở đó kiểm tra liền á, tại nó bị nấy kiểm tra cái trong cái ứng dụng á thì có thể là khỏi cần bảo hành. Con có đọc tên không ta? Có phải là đọc tên của con hồi xưa ai mua? À xưa cô Duyên mua. Cô Duyên đứng tên. Ừ, Duyên đứng tên hả? Thì nói đó con mua ở đây nè, hỏi có tốn tiền không? Tốn tiền cô chỉnh giùm chứ không có tính tiền. Tại chú mấy chú cô chú là vô bấm giùm con mà, đâu có sửa gì đâu. Xóa bớt hay gì. Máy mua ở đâu là em bấm. Nó sửa đúng rồi là sửa giùm thôi chứ không cô chú không lấy tiền. Để mở chả nó để một cái cà phê đó để cho biết làm cái đó. Hôm nay thấy cái lượng vui nè, mà sáng sớm thì không cô chú nói là mới mốt đừng có lôi nhoi nhiều quá, cứ bình tĩnh nói chuyện mà cứ nói chung là điềm tĩnh như người lớn cái này dễ thương nè. Con nhìn cái lớn con nít luôn. Con có bao giờ nhận con là người lớn đâu. Anh vậy chắc làm bánh rồi làm cái xe nên chắc sáng rồi dậy sớm chắc không ngủ nghề nhiều đâu trời. Em không ngủ được 2-3 tiếng gì à. 2-3 tiếng à. Ngủ tới bắt xe đi lên rồi lên xe ngủ được tiếng mấy. Ủa rồi lên xe là mấy giờ bắt đầu lên xe? 3 giờ mấy? 3 giờ 20 phút. Ờ. 3 đâu 3 giờ. 3 giờ 40. Ờ. 3 giờ rưỡi. Tính ra lên tới đây là 5 giờ rưỡi. Trời ơi tính ra bé Lượng cũng thức giỏi chứ bộ. Chứ nhầm bé khác thôi mà giờ đó mà thức trời ơi chắc gục gà gục gặt á. Trời ơi chứ con thức dễ lắm. Con thức một tiếng con thức còn không nổi nữa không chi. Mà giờ cảm giác nó bị quen luôn. Rồi trước khỏi ba con lúc mà còn bán trong chợ ra ngoài là nằm nhặt nằm giữa. Chi quạch mà cái đào lắc qua cái cười lắc qua lắc lại hoài. Mắc cười lắm. Ok. Ok giờ là mình chờ mình bán bánh hay là khi nào mình bắt đầu bán bánh? Chờ. Tí rồi mấy khoảng mấy giờ là mình bán bánh đây? Chưa
chưa biết. Chưa biết hả? À, vậy là chờ là ngồi đây, nói chung là ngồi bị mệt. Đến 10 giờ con đi kiếm cái gì con bỏ vô bụng. Bị mệt chút đi rồi ở đâu hai cha con. À con chưa ăn luôn đúng không? Con chưa ăn, con phải kiếm cái gì đó con. Chú quên hỏi con nữa. Phải có rồi xong ăn uống rồi xong rồi uống nước xong rồi rồi bắt đầu ba với con đi bán bánh. Bỏ vô bụng cái gì, bỏ vô bụng lấy này, này, này. Bỏ bụng đỡ nè. Ok. Nó kiếm gì ăn, nó kiếm gì ăn. Ok, mình cũng dừng clip ở đây nha mọi người. Bây giờ thì bé Lượng chuẩn bị bán bánh nha mọi người. Hy vọng là hôm nay số bánh sẽ bán hết nhanh cho hai ba con về Tây Ninh sớm. Để còn lo mấy việc nhà nữa. Rồi. Xe chuẩn bị một tí nó hơi lạnh sắc. Rồi Lượng bye bye mọi người nè Lượng. Bye bye cô chú. Rồi xin chào anh nha. Rồi cảm ơn mọi người.